Hello hello xin chào mọi người. Lại là mẹ ốc đây. Ngày hôm nay thì mẹ ốc quyết định đi xử lý cái vấn đề viêm mũi của mình nè. Đầu tiên mình sẽ đến bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh nằm ở 155 Trần Quốc Thảo. Tại vì đến đây thì mình sẽ phải kiểm tra để mình làm sao cho chắc chắn xem thực sự là mũi của mình có vấn đề gì. Sau khi mà có kết quả và các bác sĩ thăm khám thì tất cả đều đi đến chung một kết luận là mình phải tháo sụn mũi ra Và như vậy thì liên quan đến khoa thẩm mỹ Mình sẽ sang bên bệnh viện bác Thanh Vân để bác xử lý cho mình Vì bác là người hiểu nhất chiếc mũi của mình gặp vấn đề gì Bình thường thì mọi người sẽ gây mê Nhưng mà vì là mình không thích phải nằm quá lâu ở bệnh viện Cho nên là mình đã dùng phương pháp gây tê thôi Gây tê thì khúc đầu mà tiêm tê là khá là đau nhưng mà sau đó thì sẽ ổn nha mọi người. Và chỉ cần qua được 15 phút thôi là xong hết. Đây là tiểu phẫu thôi mà, rất là nhanh, cũng không đau đớn gì quá đâu. Đó, 15 phút là mình xong rồi này. Và bây giờ mình hoàn toàn tỉnh táo và mình không đau một chút nào cả. Bây giờ mình có thể về nhà được rồi.